Vâng, xin kính chào mọi người đã tiếp tục trở lại với cái video đóng tang của kênh Cát Tiên Thử Thách. Hôm nay là mùng 4 Tết mọi người ơi. Thì sau mấy ngày mà nghỉ Tết thì em tiếp tục cập nhật đóng tang tại quê Duyên Bình Dương. Hiện tại thì đoàn tang đang di chuyển vào. Hãy sáng nay thì cũng có rất là nhiều đóng tang vào đây an táng mọi người. Và đây là đoàn tang đầu tiên mà em cập nhật cho mọi người xem tại quê Duyên Bình Dương ha. Thì qua duyên mà không có mà ngày Tết nhất gì mọi người, thì có người mất thì ngày nào cũng vào đây an táng hết, từ gói chôn cho tới thiêu. Thường thường thì em thấy thiêu thì nhiều, đa số thiêu thì nhiều, gói chôn thì tương đối, tùy theo bữa mọi người. Có hôm bữa thì chôn cũng rất là nhiều, 7-8 cái. Và bây giờ thì chuẩn bị di chuyển mọi người ơi, đoàn tang chuẩn bị di chuyển. Hiện tại thì đoàn tang đã di chuyển vào nơi an táng mọi người. Ở đoạn đường này thì qua cái dòng xây của đại lộ Vĩnh Hằng, qua cái búp sen bên đó mọi người, thì sẽ đi xuống cái những khu mà an táng. Đó, hiện tại thì đang di chuyển xuống nha. Hôm nay là mùng 4 Tết. À, không biết là chôn khu nào nha mọi người. Nãy giờ em cũng chưa cập nhật là chôn khu nào nữa. Và hiện tại thì em thấy đi ngang đứng qua tại đèn rồi đó. Chôn ở khu Y2 nha mọi người. À, qua bên kia hả? Giờ chuẩn bị đưa qua xuống nha mọi người. Thường bà con ở Chánh Lưu với lại khu mà Bến Cát đó, đây gần Chánh Lưu gần Qua Duyên rồi, thì khu qua chôn ở khu Y, đa số là Y2. Thank you.
ăn nghỉ ở đây nha mọi người. Nghe chỗ vị trí đó đúng không? Rồi thì chắc có lẽ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Tại vì đầu năm thì mình cũng không có đến gần gia đình, gần cái chỗ bàn thờ Áo Quan để mà quay. Tại vì đầu năm thì cũng có những cử kiên mọi người, cho nên thì em cũng quay cập nhật đến đây thôi mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video kế tiếp của em ha.